Tập 2. Vào đi. Là cậu. Là anh. Hình như tôi không đem thuốc gây tê. Đừng nhiều lời, nhanh lên. Bắt đầu luôn. Bắt đầu. Không ngờ rằng khi nhìn thấy là tôi, cậu không rời đi ngay, lại còn ở lại. Tôi nói rồi, cứu mạng người là đạo đức của bác sĩ. Thật sự không cần để ý. Lần trước tôi bắt quan cậu. Đúng rồi. Đúng rồi. Cô gái bên ngoài kia chỉ biết tôi là một thương nhân. Đây là thuốc ngày hôm nay. Uống xong sẽ tốt lên nhiều. Cảm ơn. Tìm em gái hậu tạ lớn. Em gái cậu sao rồi? Mất tích rồi. Có ảnh không? Xảy ra vào đúng ngày anh bắt tôi. Chuyện em gái anh, tôi sẽ giúp anh tìm. Bác sĩ, anh ta thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Cô bảo anh ta chú ý vài ngày, miệng vết thương có hiện tượng viêm không? Chú ý đến vết thương của anh ta, cẩn thận nhiễm trùng. Vâng, cảm ơn anh. Khách khí rồi. Hai anh hình như quen nhau sao? Gặp qua vài lần, không thân. Vậy anh biết anh ta là người như thế nào không? Tại sao lại bị cảnh sát đuổi bắt? Nói chung, anh ta không phải người xấu. Xưng hô với anh như thế nào vậy? Cô gọi tôi là bác sĩ Trần là được rồi. Bác sĩ Trần, tôi tiễn anh. Được rồi. Bác sĩ Trần, anh đi cẩn thận đó. Cậu ấy đi rồi sao? Cây kéo của cô đâu rồi? Anh ấy nói anh không phải người xấu. Tỉnh rồi sao? Tối hôm qua, cảm ơn cô. Cô là người cảnh thành à? Sao anh biết? Khi là tay nghề của Phúc Tường lâu năm ở cảnh thành, chỉ có một tiệm, không có cơ sở khác. Hiểu rõ đến vậy cơ à? Anh cũng là người cảnh thành à?
Trình tiểu thư, cảm ơn đã cứu mạng, sau này sẽ còn gặp lại. Sao anh biết tôi họ Trình? Cảm ơn. Tạm biệt. Sao anh lại sốt rồi? Tống Dung, sếp không phải bị lũ giặc quỷ bắt đi sao? Không đâu. Lúc trước tôi cũng cảm thấy không thể có chuyện đó. Nhưng người sếp bị thương, khó tránh khỏi thế yếu, không lại địch mạnh. Cậu nói sếp nếu lỡ bị lũ giặc tay bắt. Tôn Vĩnh Dân, anh thực sự rất phiền phức. Không không, ai phiền phức? Sao tôi lại phiền phức? Tôi quan tâm sếp thôi. Anh nói xem, ai vậy? Sếp đó. Sếp Hạc Minh. Sao lại chỉ có mình anh? Dương Anh đâu? Dương Anh là anh em tốt. Sao lại chỉ có hai người bọn anh? Sếp đâu? Sếp mãi không tìm thấy. Nói chính xác thì mất liên lạc từ tối qua. Chuyện gì vậy? Hai người bảo vệ đội trưởng kiểu gì vậy? Các anh thì vẫn còn sợ sợ ở đây. Nói với tôi đội trưởng mất tích. Không phải Tôn Hạc Minh. Anh nói chuyện cẩn thận. Anh nói gì cũng được. Sao tôi lại không bảo vệ tốt cho sếp? Được rồi, vậy thì người đâu? Người hả? Người đâu? Không phải, anh hét cái gì chứ? Tôi nhớ ra rồi. Lúc đấy nếu không phải do anh phát ra tiếng động, chúng ta có thể bị truy sát sao? Đấy là do tôi vô tình. Vậy tôi cố ý sao? Anh, được rồi. Việc gấp trước mắt là tìm thấy sếp trước, rồi tính tiếp đi. Cảm ơn cô. Cảm ơn anh. Tiểu thư, đến khám bệnh phải không? Đúng vậy. Bác sĩ Trần có ở đây không? Bác sĩ Trần. Giờ là thời gian nghỉ trưa, chắc phải một lúc nữa mới quay lại. Tôi thấy cô khá vội. Hay là cô nói tình hình bệnh với tôi? Tôi khám cũng vậy. Không cần đâu, cảm ơn anh. Tôi đợi anh ấy được rồi. Vậy thì vào trong chờ đi. Vâng, cảm ơn anh. Tôi thấy cô vẫn không tin tưởng tôi. Thật ra tôi khám cũng thế mà. Tôi ở Hồng Kông mở phòng khám cũng được mười mấy năm rồi. Bác sĩ Trần mới từ Cảnh Thành đến đây mấy ngày thôi. Tôi không phải là không tin tưởng anh. Tôi và bác sĩ Trần đều là người Cảnh Thành. Chúng tôi có quen biết trước. Tôi tìm anh ấy còn có một số việc khác. Quá ra là vậy. Được rồi, vậy cô ngồi đi. Tôi đi làm việc đây. Được rồi. Đây là bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần, tình hình của bệnh nhân hiện giờ rất không ổn. Anh có thể cùng tôi đi xem một chút không? Được rồi, tôi chuẩn bị đi. Đúng rồi, tôi vẫn không biết xưng hô với cô như thế nào. Trình Tú Chức. Anh làm gì thế?
thích mũ của tôi thì anh có thể lấy đi. Anh không cần sao? Mua chút đi. Giao cho anh đấy. Tôi vội lên lớp. Được rồi. Chào anh, có chuyện gì cần giúp đỡ sao? Bác sĩ Trần đâu rồi ạ? Lại đến tìm bác sĩ Trần. Có bệnh gì? Tôi xem cũng như nhau cả thôi. Tôi không có bệnh. Tôi đến chờ người. Tôi cũng không rõ cậu ta ở đâu. Anh muốn chờ thì chờ đi. Thuốc hạ sốt. Cảm ơn cậu. Bác sĩ Trần, cậu giúp tôi một việc được không? Việc gì? Tai. Ý gì vậy? Cậu không cần biết là ý gì. Cậu chỉ cần biết ở dưới cửa hàng bách hóa Thu Quý, khúc rẽ ở đại lộ Hoàng Hậu và dưới khu nhà trọ này, để lại dấu hiệu này là được. Nhớ kỹ, mũi tên của hình tam giác chỉ về hướng vừa đi đến. Tôi không giúp nổi anh đâu. Tôi đến Hồng Kông là để điều tra nguồn gốc thuốc phiện ở Cảnh Thành. Tôi cần phải tìm thấy đồng nghiệp của tôi. Tôi nhất định phải trừ khử tội phạm ở đây. Giang Nguyệt Lâu, có phải trong thế giới của anh chỉ có lấy bạo lực để kiểm soát bạo lực? Có phải anh cảm thấy mọi quyết định của anh đều là đúng, bao gồm cả cô Trình kia? Vợ cô ấy cứu anh, rất có khả năng anh sẽ kéo cô ấy xuống vực sâu. Nếu lúc đó anh không bắt tôi, em gái tôi rất có thể đã được cứu rồi. Tôi không giúp nổi anh. Tôi không giúp nổi anh đâu. Hai năm trước, gốc Tây Thành có một trận hỏa hoạn thiêu rụi cả nửa con phố, 18 người thương vong. Cậu biết chuyện này không? Có một cảnh sát vừa nhậm chức, lúc bắt phạm nhân, nghe anh ta khóc lóc kể lể. Trong nhà có vợ sắp sinh, muốn quay về nhìn mặt cô ấy lần cuối rồi mới vào tù. Đứa trẻ ấy mềm lòng, liền đồng ý. Sau đó phạm nhân kia nhân cơ hội đốt lửa chạy trốn, không cẩn thận đã dẫn đến cháy cả một vùng. Sau đó thì sao? Đứa trẻ kia, phạm nhân và người vợ mang thai của anh ta, tất cả đều vùi thay trong biển lửa. Ba hộ gia đình hàng xóm sát vách, không còn ai sống sót. Tôi không thể bỏ qua cho bất kể một ai, kẻ khả nghi. Phim được thuyết minh bởi Mango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Vẽ lại lần nữa đi. Vững vàng chút.
Cảm ơn cậu. Cái gì? Trần Duy Chi xuất hiện ở Hồng Kông. Đúng vậy. Tôi nói với anh nhé, con mắt này của tôi nhìn thấy rõ ràng. Các anh nghĩ xem, lúc chúng ta ở cảnh thành, anh ta xuất hiện ở cảnh thành. Chúng ta đến Hồng Kông điều tra thuốc viện, anh ta lại xuất hiện ở Hồng Kông. Có chuyện trùng hợp thế sao? Tôi nghi ngờ dáng vẻ lương thiện vô hại bình thường của anh ta là giả vờ. Nói không chừng anh ta chính là đồng phạm của Lucas. Nói không chừng là do anh ta mật báo. Nói không chừng sếp là bị anh ta làm cho mất tích. Ngày trước sếp bảo tôi xác định rõ lý do từ chối anh ta. Người bệnh của anh ta, hàng xóm của anh ta đều đánh giá anh ta quá tốt. Những người đó giải thích thế nào? Đều là anh ta che mắt hết. Rất có khả năng bọn chúng gây án theo tập thể. Những người đó đều giả trang. Trước hết cứ bình tĩnh. Việc gấp nhất lúc này là tìm ra biện pháp giải quyết. Tôi cảm thấy trước hết cứ bắt tên Trần Dư Chi này lại thẩm vấn tra hỏi. Nói không chừng lại trái nhà mà ra mặt chuột. Tôi tán thành. Có điều bây giờ ban ngày dễ gây chú ý. Trước hết cứ theo dõi. Đến buổi tối thì ra tay. Bác sĩ Khâu, tôi về rồi đây. Gần đây cậu nổi quá đấy. Ai đến đều chỉ đích danh muốn tìm cậu. Xin lỗi bác sĩ Khâu. Ngày hôm qua chỉ là trùng hợp. Y thuật của tôi còn kém xa anh lắm. Tôi thấy cậu lẻ loi một mình đến Hồng Kông tìm em gái. Tôi mới phá lệ giữ cậu lại. Cậu đừng có mà đập bát kiếm cơm của tôi nhé. Bác sĩ Khâu à, căn bệnh cũ của tôi lại tái phát rồi. Anh khám cho tôi với. Cả con phố này tôi tin tưởng anh nhất đó. Cậu cứ đi làm việc trước đi. Phu nhân Lý xin mời. Phu nhân Lý, không có vấn đề lớn gì. Vậy thì tốt. Tôi đã nói là y thuật của bác sĩ Khâu rất cao siêu mà. Về rồi sao? Anh đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi. Bác sĩ Trần đi rồi sao? Cái này báo anh cần đi. Anh là đang tìm bài viết có liên quan đến việc anh bị truy bắt. Từ lúc nhận giúp đỡ anh đến giờ, tôi còn chưa biết anh tên gì. Tôi họ Bách. Bách trong khỉ, bất ly ngưng hàng. Tùng Bách Hữu bản tính. Tên có một chữ Thanh, Bách Thanh. Cảm ơn bác sĩ Khâu. Phu nhân Lý khách sáo quá rồi. Vậy bà về nhé. Dư Chi, tìm lâu như vậy, đã có tin tức gì chưa? Vẫn chưa có. Hồng Kông tuy rằng không lớn, nhưng muốn tìm một người đúng là không dễ dàng gì. Tôi cảm thấy cậu có thể trưng cầu ý kiến đăng báo. Dù sao lượng phát hành của những tờ báo này thế nào cũng hơn cậu tự tay vẽ trên những đơn thuốc này. Tôi cũng không phải là không nghĩ đến. Một là giá thành đăng báo quá cao, hơn nữa chỉ có hiệu quả trong ngày hôm đó. Không ai muốn xem tờ báo đã quá hạn. Để tìm hiểu tin tức, hơn nữa áp phích và đơn thuốc thời gian duy trì lâu dài. Áp phích bình thường có thể duy trì 7 ngày. Nếu dán ở chỗ đông người qua lại, hiệu quả lan truyền nhất định sẽ hơn báo. Thêm nữa là đơn thuốc. Một đợt liệu trình bình thường duy trì 3 ngày. Lấy liệu trình 3 ngày cũng có đủ thời gian để cho mọi người chú ý đến chuyện này. Dư Chi, cậu đúng là người nhanh nhẹn, suy nghĩ thấu đáo. Lòng chân thành sẽ vượt qua mọi khó khăn. Cậu có lòng như vậy, ông trời có mắt, nhất định sẽ đem em gái cậu trở về. Cảm ơn anh. Tắt đèn rồi. Đi nhanh lên. Ừ.
Đi nhanh lên. Là các anh sao? Cái gì mà chúng tôi? Không phải anh là bác sĩ sao? Không phải anh ở Cảnh Thành sao? Đến Hồng Kông làm cái gì? Giang Nguyệt Lâu đang tìm các anh. Anh ở Hồng Kông gặp đại ca chúng tôi sao? Anh ấy bị thương rồi, bị súng bắn. Bác sĩ Trần, sếp tôi đang ở đâu? Tây Doanh Bàn. Tôi có thể dẫn các anh đi tìm anh ấy. Tôi đi tìm xe sẽ tiện hơn. Tống Dung, anh đối xử với bác sĩ Trần như thế nào vậy? Bác sĩ Trần, người một nhà thế mà không nhận ra nhau. Xin lỗi anh nha. Alo, chị Tiểu Phượng, Giang Nguyệt Lâu xuất hiện rồi. Ở Tây Doanh Bàn. Số nhà cụ thể vẫn chưa rõ. Tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển lời đến ngài Lucas. Sao vậy? Bọn họ đuổi đến rồi. Cảnh sát sao? Chỗ này không an toàn, tôi phải rời đi ngay lập tức. Bây giờ anh xuống không phải là tự chui đầu vào rõ sao? Tôi mà không đi cô sẽ càng nguy hiểm. Bác sĩ Trần, sao cậu lại đến đây? Tôn Vĩnh Dân và Tống Dung ở dưới lầu chờ hai người. Xung quanh đây có rất nhiều người đáng nghi. Tôi cảm thấy đều là nhắm vào anh. Tôi khá là lạ mặt, cho nên tôi nghĩ không sao. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Bọn họ nhất định sẽ lên đây lục soát. Cô yên tâm, 3 phút sau Tống Dung sẽ tạo ra một vụ nổ, giả vờ là anh chạy thoát. Lúc này chúng ta sẽ xuống lầu tụ hợp với bọn họ. Được rồi. Cô Trình, cảm ơn sự thu nhận và giúp đỡ của cô. Mong mọi chuyện như cô muốn. Tạm biệt. Tôi cảm thấy cô Trình cần đi cùng chúng ta. Như thế thì an toàn hơn. Đợi sóng gió qua rồi thì cô quay lại. Được. Chị Tiểu Phượng, ở phía trên. Làm gì vậy? Tôn Hạc Minh, không phải, anh có ý gì? Tiếng động ngày hôm đó là do tôi cố ý đó. Kẻ nào? Sếp, đi thôi. Sếp, chạy mau. Đi. Đi. Đừng chạy. Đi. Đứng lại. Đi. Tống Dung, Tống Dung, rút thôi. Lên xe cho lên.
Không phải, Tôn Hạc Minh đồ chết bầm, đồ khốn và hắn. Tôi hận không cho hắn. Im đi. Tôi đề nghị bây giờ chúng ta liền quay về cảnh thành. Tên Tôn Hạc Minh này không biết đã tiết lộ bao nhiêu tin tức. Bây giờ anh đang rất nguy hiểm. Anh ta luôn nguy hiểm như thế này sao? Nhà trọ đó tôi cũng không thể quay lại được nữa đúng không? Tiền thuê nhà tôi trả gấp đôi cho cô. Không cần đâu, tôi tự mình có thể giải quyết. Tôi về trường trước đi, các anh chú ý an toàn nhé. Cô Trình, hôm nay cô vẫn cứ ở lại đây đi, bên ngoài rất không an toàn. Một học sinh nghèo như tôi thì có nguy hiểm gì chứ? Cô Trình, liên lụy đến cô rồi, ngàn lần xin lỗi. Anh tự mình cẩn thận đó. Tống Dung, tiễn cô Trình. Dân. Vết thương của anh thế nào rồi? Tôi không sao. Trong tay tôi không có dụng cụ, ngày mai tôi lại đến băng bó cho anh. Được rồi, đưa cho cậu này. Đây là cái cậu xứng đáng có. Đúng rồi. Chuyện của em gái cậu có tiến triển không? Không có. Sẽ tìm lại được thôi. Sẽ tìm lại được thôi. Tôi giúp cậu. Vĩnh Dân, tiễn bác sĩ một đoạn đi. Đi thôi, đi theo tôi. Bác sĩ Trần, chuyện trước kia là tôi có lỗi, anh đừng để bụng nha. Lỗi của tôi. Từ từ thôi. Đội trưởng Giang, bệnh của anh ấy vẫn chưa khỏi. Sếp, sếp, tránh ra, tránh ra. Sếp, sếp. Giang Nguyệt Lâu, Giang Nguyệt Lâu. Sếp, Giang Nguyệt Lâu. Sếp à, anh không sao chứ? Mau đi, nhanh chóng ra ngoài. Đi đi. Chị Tiểu Phượng, nói. Chị Tiểu Phượng, chị phải tin em. Em tận mắt nhìn thấy hắn ở trong phòng. Em mới đem đồ đặt vào trong phòng, nhưng hắn ta ra ngoài lúc nào em không rõ. Sếp, chúng tôi đã điều tra xung quanh rồi, đều là người đi làm bình thường. Đúng vậy, chủ hộ sống ở đây đều là người ngoài đến đây đi làm hoặc là đến du học, chắc là rất an toàn. Bác sĩ Trần, nhà anh không có đồ ăn sao? Tôi đói. Cảm ơn bác sĩ Trần. Nào nào nào, ăn một chút đi. Sếp, bổ sung năng lượng đi. Sếp, tôi luôn có hai câu hỏi muốn hỏi anh. Lúc bom nổ, tôi ở đâu? Sếp, anh thật là đi dép trong bụng tôi. Anh à, đồ ăn của anh xong rồi, cảm ơn. Không ngờ rằng một chiếc phí tiền nhỏ lại cứu được tính mạng của tôi.
Quá ra là ví tiền của cô Trình phát huy tác dụng lớn. Vậy thì sếp, cô Trình này đã cứu anh hai lần rồi đó. Anh không được phụ lòng ân tình của cô ấy. Ân tình của cô ấy tôi sẽ ghi nhớ.